nhà ông cốc ngoại ngày xưa ở đâu đây, đây này, đây này, nhà đây này, nhà cô đất đây này, đây nhà bên này, đây này, nhà đây này, nhà ông cốc ngoại đó, trong đó đó, đấy, cậu bắt lên ra ngoài, làm cũng chạy ra ngoài kia, nhà gì thôi, nhà cậu Bình đây, làm ra nó không rộng mà kinh khủng, tội nghiệp cho con hồng mới mới, nhậu, ao đấy, cái ao này đó, nó tắm mấy cá, cậu làm cái đồi kìa, đấy, 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 đâu làm ra được đất này này đấy, đất này, ôi hết tiền, ôi để đất nhà rồi mọi người xuống thôi. Đây để chị thanh toán tiền cho em nhé. Rồi đoàn quân đã tới nhà của cậu Đắc rồi. Ôi, cái con này giống như còn trên lấy nước này. Nông thôn miền Bắc ngày nào cũng có ao, ao, ao hết. Nhà cậu Đắc có ao rất là to luôn. Úi dồi ôi, nó to. Nó đang bơm nước vào. Cụi muôn ơi, lấy đồ đi con. Lấy đồ xuống đi con, nhanh lên. Lấy đi, lấy cho mẹ đi. Mẹ quay phim cho mọi người thấy. Ôi, có cây dừa nữa này. Có mấy cây dừa nè. Muôn nè, muôn uống lấy đồ tới bên cụi nè, muôn này. Lấy đồ tới bên cụi nào. Không khỏe không? Đây. Ô nhà có một cái vàng hoa đẹp quá. Dạ anh chào mợ. Ô cái hoa. Hoa gì đẹp quá, màu vàng đẹp quá. Dạ. Ô. Có hoa màu vàng đẹp quá này. Đây. Ồ, có xe đạp tập thể dục. Để xếp tập, xếp tập chạy chào. Hai 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 đam nhà con. Dạ, ừ. Mát quá vậy có cái ao quá trời đã luôn. Ôi ôi. Dạ, mát quá trời cái ao to luôn. Dạ. Rồi buổi lần đầu tiên cụ Nguồn được trải nghiệm về quê của bà ngoại ở Hà Nam, nông thôn miền Bắc đấy. Muôn mà nghỉ ngơi thôi. Sau khi nằm nghỉ trưa thì bây giờ khoảng 4:30 chuẩn bị đi tham quan một số nơi ở nông thôn Hà Nam. Thì Muôn thích được ăn chè đậu đen. Hồi nãy xuống có chè đậu đen nấu sắn dây bà mợ nấu mà không ăn, bây giờ nghỉ ngơi xong mà thích được ăn. Ăn xong rồi đi. Còn đây là hạt sen nè. Hạt sen rang à, rang chung với lại hạt với lại hạt, cái này là hạt, cái này là thằng sầu riêng à. Con này hạt sen. Muốn đi uống thì uống lúc này đi lại cho đi. Anh cũng bắt rồi đó. Rồi, nhanh lên ông đợi. Bắt đầu xuất phát thôi. Rồi, bắt đầu hai xe mô tô chở cụi Môn đi tham quan miền quê Hà Nam. Ra khỏi nhà của ông cậu Đắc nè, bây giờ là đi theo con đường mòn nông thôn nè. Ui đúng không? Em đi mò. Ồ, quẹo cái này. Lâu lắm rồi mẹ Hằng mới đi lại xe số à. Thấy đường nông thôn đẹp không? Đổ đan. Người dân tự bỏ tiền ra đổ đó chứ không có nhà nước làm đâu. Nào sạch sẽ không? Nhà này cũng có cổng hàng rào hết chưa? Ha, à, thấy quan sát cái nhà đấy không? Ui mấy cái bụi kìa. Ui, nhà này mấy bụi. Cây cối cũng sum xuê ha. Thấy đường không? Đường đổ đan nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
100 năm rồi. Ủa, trăm năm, mấy trăm năm chứ mấy. Rồi cả đoàn đi vào những bàn thờ của ông Cốc Ngoại, tức là ông ngoại của bà ngoại của Muôn và Cụi. Cây mít này rất là lâu năm nè. Cây mít này bà ngoại nó cả trăm năm. Cây mít cổ. Cây mít cổ có trái luôn. Đó. Cũng khang trang, sao cũng sắc. Chắc chắn nè. Ở trong này có cây cũng cao to nè. Rộng quá. Nhà nào đây cũng thành hàng rào bao quanh hết. Ủa này rồi ai ở đây hả cậu? Nhà thờ họ. Đây là nhà thờ họ. Ngày xưa làm cái cầu thang. Dạ. Cầu thang. Này không ai ở. Nhưng mà trước đây là ai ở hết cậu? Không có ai ở. Nhà bếp ngày xưa nè. Những cái chung ngày xưa nè. Này chắc là toilet ngày xưa nè. Có cây bưởi chỗ nào ngày xưa. bộ bàn ghế gỗ cổ ngày xưa. Bà ngoại thấp nhang. Giờ không ai ở trên phòng ngủ nè. Giường còn. Vậy là mấy lần trước mẹ ra đây mẹ ở đây hả? Không, mẹ ở đây chưa có đất hết. Đây là con nhà đi ở đây nè. Bộ bàn ghế này lâu đời lắm rồi nè. Cái phọt mát cái. Có ảnh này. Rồi bây giờ rời nhà của Cậu Bình đi nữa. Bà ngoại Hiển đi đâu đây?
chú còn đốt rẫy nè đó, và những người nông dân tôi cũng làm thôi. Đấy, người ta đang trồng rau, rau màu, ở nhà nào cổng đẹp không? Rồi bây giờ đi qua bên nhà thờ nội của bà ngoại muôn Phật cụi. Ngôi nhà cổ rộng ơi là rộng luôn, cũng rộng quá trời luôn. Dạ, ở đây cái phọt mát giống nhau là cái cầu thang cái mình làm bên ngoài hay cậu đó. Cầu thang ở bên ngoài mà nhỏ ha. À đúng rồi, làm ngoài cái mưa gió rồi sao ta. À, cầu thang nằm ở bên ngoài khá là đông đưa. Cầu thang cổ ngày xa xưa nè. Phía trên đây phơi quần áo, nhà thờ ở trên cao. Trời ơi, Muôn ngồi chổng chổng, Muôn ngồi thấy ghê quá giờ Muôn. Hử? Vô. Ngồi đi hiểu rồi nha. Vâng. Chỗ thầm quá. Thầm quá. Nhà thờ đẹp quá, phòng cái bàn. Dạ. Mở đèn, Muôn tìm cái đèn bỡ, mở đèn coi. Mở cái đèn, tìm cái đèn chỗ nào không tắt được không? Đẹp quá cái bàn thờ. Bàn thờ rất là đẹp nha. Ừ, quá đẹp. Ủa cái này là ở thành ở thành là bàn thờ đây, bàn thờ ông ngoại là cầu thuấn á. Rồi sau khi thắp nhang cho các cụ bên họ nội của bà ngoại Muôn Phật Cụi thì tiếp tục cuộc hành trình trong chiều hôm nay 31 tháng 8 2024. Những ngôi nhà ngoài này hay có cái cầu thang ở ngoài à, để phơi thóc ha cậu. À, để phơi thóc ở trên sân đón nắng đặc trưng ở ngoài này. Một buổi chiều hoàng hôn ở nông thôn Hà Nam, cái loa phát thanh của thôn sớm vẫn còn hoạt động. Ao làng, à không phải ao làng, ao của mỗi nhà hay có à, cái nét đặc trưng của nơi này đấy. Rồi à, bắt đầu lên đường thôi. Cụi và Môn lại đến một nhà người quen của bà ngoại. Trời ơi, cái hàng rào thấp lắm nha, mà bụi lủng lẳng luôn, rất là sai luôn nè. Trời ơi, quá trời bưởi sai luôn á. Cái hàng rào mà bưởi lủng lẳng dễ thương không? À. Trời ơi, bưởi sai lủng lẳng chịu quả luôn. Cụi thích quá, cụi chụp hình với bưởi luôn nè. À. Ngoại mời hai bác ra chụp hình với cây bưởi đây. Trong khoảng thời gian hơn một tiếng đồng hồ vào buổi chiều ngày đầu tiên đến Hà Nam thì U80 đã tranh thủ đi thăm được khá nhiều
những gia đình của họ hàng cũng như là hàng xóm ngày xa xưa. Đây là một số hình trong đó. Ba mẹ con lên đê ngắm cảnh hoàng hôn. Đê bây giờ họ làm đường luôn. Đó, phía bên này đê là con sông Hồng đó. Cũng có một số người cũng trồng trọt, sống ít thôi, không có nhiều. Và phía bên này đê, người dân ở nhiều, cụ Bí Môn đang xem con bò ăn cỏ. Đây, ở dưới đê đây, cỏ xanh rì luôn. Những người dân ở phía bên đê này. Đây là cảnh bò ăn cỏ. Ăn cỏ dưới dưới sườn đê, chân đê. Đó, đây là trên đê, trên bờ đê, bên kia là sông Hồng. Buổi chiều hoàng hôn. Buổi chiều. Ôi giời ơi. Ủa, chuối ốc mình có đậu ha mà. Có chứ. Ồ. Có đậu. Ở trong mẹ thì không có đậu. Ở đây mình nấu đặc ha. Ừ, nấu đặc rồi không nấu lạ. Kỷ niệm với kỷ niệm. Chuẩn bị cơm chiều, chuẩn bị cơm chiều. Ôi, chào cậu ạ. Chào cậu, cô Diễm. Nhật hết chứ, trời ơi. Giờ Facebook thôi buổi đi. Dạ, cậu Diệm. Đại tiệc của gia đình. Bà mầm. Sáng sớm theo sân của Hồng đi đổ lợ và cá tép. Tối hôm qua một trận mưa rất là to. Sáng qua trời, tối hôm qua mưa rất là to, làm cho khí hậu cũng mát mẻ. Đây, bên này là nuôi gà đây, chuồng gà bên này này. Ôi, bưởi mùa này ở đây rất là nhiều bưởi luôn. Ôi, mấy cây bưởi nó sai. Vâng vâng. Đây, bên này là cái đồi giải trí ngắm cảnh. Xong là ao cá này mới tát xong mỗi năm tát ao một lần. Vâng vâng. Ôi đây nhà này chắc là chuồng heo ngày xưa, bây giờ nuôi gà hay gì đây. Đây nhà này gà. Ôi nuôi gà quá trời gà luôn. Đây này ôi. Ủa, ngày xưa cái này chuồng heo hay là chuồng gà luôn ha? À ngày xưa nuôi heo. Ủa trời ơi quá trời gà luôn này. Hèn gì ăn gà ngon quá trời ngon. Thịt gà ngon. Ôi ôi thịt ngon quá. Mình trồng bưởi chủ yếu là bưởi nha, xung quanh là bưởi nhiều. Gà thả vườn đúng là rồi. Gà đồi. À, gà đồi luôn ha. Ồ dữ dằn. Nguyên khu vườn này dễ gà. Trời chí tô đây tốt ghê nè. Lùm cao luôn. À có sao bô chê nè. Ở đây mình cũng trồng sao bô này. Đang có trái nè. Đây. Ôi cái trái mướp gì đó già. Vâng vâng. Đu đủ nè. Rau cải ở dưới nè. Đổ lợp. Đây. Cái này giống như là bó trong miền Nam mình, nó giống thế phải không? Tự cung tự cấp hết. Này rau hôm qua rau luộc này. Rau luộc. Qua dưới nó còn tép rồi.
cải xanh. Cải xanh nó dễ trồng vừa mà ha. Dễ trồng mà ăn tốt sức khỏe. Trời, nó dài dần dần thế đó hả? Đây. Này ao của mình luôn chứ còn ta là ở mấy cái mương mấy cái gì đó trên ta. À, đấy. Thu hoạch. Thu hoạch đấy. Hay. Có cậu với mợ thôi, mỗi ngày đủ ăn khỏi phải đi chợ. Ồ, bán luôn hả? Ôi trời ơi, đàn mai hôm nay về làm mới này mày, hôm về đốn nước quá. Mua 500 đồ bún nhỏ nè. Tốt ha. Ừ, nhiều. Em thái. Chứ còn nhiều. Em thái một thì cho bao nhiêu giá chứ gì. Cái tô thì cái tô dưới quê cũng nhiều lắm. Đây, nhà của quê. Cậu tôi nhìn từ xa đây. Đấy. Đẹp không? À, trước mặt là một cái ao to. Cá từ rô phi thả cho nó lớn. Không. Không. Ơi, về rồi à? Không, thả cho nó lớn. Không, nó ăn hết cá kìa. Ăn hết mồi. Thế à? Nó ăn tạp rồi mẹ. Nó ăn hết gì. Nay đang nắng lại mưa nó không có mấy đồng quạt sẵn thế. Sao được bao nhiêu? Ôi cũng này kho khô cũng ăn được ngày. Kho tép lên rồi không có đâu phải được. Tép băm ra nấu canh nè. Không có gan ăn. À, quá đã quá. Hai đứa nó không ăn cua nó ăn tép thì nó mới thịt được. Thịt được thì nó ra ăn. Tép hả? Tép còn mua ăn được. Ừ, mua nó thích tép. Ừ, cậu. Mua cái gì ra rồi, nó giờ cái xương này trong nó canh thì ra rồi luôn. Rồi, bên này trồng mít. Như cái vườn của cậu bên này trồng mít trồng bưởi như kia. Đã già. Hèn cơm. Cổng này chắc ngày xưa là cổng chính nha. Rồi, giờ khóa lại rồi. Ở dưới thì trồng cải xanh, đu đủ, mướp, một sàng mướp. Chào mọi người buổi sáng. Đây là rau muống nè. Chuẩn bị qua một cái vó thứ hai. Miền Nam cũng là dến. Nó không to, nó không nhỏ nữa, nó ngon. Mày mua ba cái tôm. Trời ơi, tôm nó to như cái hai đầu ngón tay thì ăn. Nó ở trên chứ rồi nó xuống dưới ha. Chỉnh quá. Nó vào những cái cửa nào hay gì đây, cửa đây. À đấy hả? Đây, bà mở lại thấy bệnh nhân quá ở ngoài một xa đây. Được ăn. Bà ngoại đi ra tiếp tục xem mỡ hồng dở quá. Bắt cá, bắt tép. Vòng vòng nguyên cái ao này không những hữu ăn mà còn bán được nữa. Đây là cái ao phía trước. Nuôi cá của nhà cậu Đắc. Còn lại là sao như ốc bán. Đây kết quả sau khi dỡ dến rồi đây. Quá cái đã luôn. Bình thường ngày nào cũng như thế không ạ? Ngày nào cũng có được như thế này. Trời ơi bán vướng. Quá trời chắc tôi không sói luôn. Quá đã luôn. Nam ở Cần Thơ đấy. Mang đồ mang ăn đấy. Nam ở Cần Thơ kìa. Em về Cần Thơ, quà về Cần Thơ. Rồi cái ao ta đằng sau. Rồi có cây bồ đề cái gì mà to quá trời. Chuồng heo ngày xưa. Không nuôi heo nữa. Chuyên về ốc hả? Ôi trời quá trời mướt luôn. Rồi cây bưởi nó sai kìa. Cái mùa này ở đây quá trời bưởi luôn. Bưởi ơi là bưởi. Đáp là thằng ấy
Trồng đu đủ với là cây gì hả cậu? À, cây nam. Cầu trời ơi, mùng tơi nè. Tơi theo. Hôm ngoái mua được cái vuông này. Hôm ngoái mua này đấy hả? Vâng, mua quét ra rồi thở. Ngon quá, ngon rồi. Thôi thế này thôi, đừng có mở rộng nữa. Ốc á. Thế là đủ xài. Ở ngoài này khoái ăn ốc. Ừ, có thanh long nữa nè. Hả? À, những hoa thanh long đẹp ơi đẹp. Mướp quá chứ, mướp luôn ăn không hết. Mua nữa làm ao có gì đâu mà cực, thả xuống không à. Ờ, ốc, ốc với cá thôi, tới mùa thu hoạch, cái hàng gà. Trời ơi, mướp nhiều quá, mướp trồng nhiều ăn sao hết. Bèo. Ốc ăn à, ốc thì ăn bèo. Mình lấy cái vòm dưới trên hết mắt. À, chuyên về nuôi ốc để bán ốc. Ở ngoài này khoái ăn ốc. Sau khi dở đơm dở đó thì hai người bạn thời ấu thơ của mẹ mời cả gia đình đi ăn sáng là món bánh cuốn đặc trưng ở Hà Nam. Và sau đó thì đi tham quan một số. Buổi sáng có một cô đi bắt ốc. Một cô bắt ốc cánh đồng lúa. Lúa đang rất là đẹp. Con đường nông thôn bây giờ nhựa rất là đẹp luôn. Hai bên cánh đồng xanh. Cánh đồng xanh. Ngõ vào nhà ông Đào Ngọc Dung. Sáng ngày 1 tháng 9, sau khi chụp hình ở bên cánh đồng lúa thì cả nhà đi đến nhà tưởng niệm nhà văn Nam Cao, đến tham quan nhà của bác Kiến, đến đền các đền thờ các vua Hùng ở thành phố Nam Định và tham quan đài tưởng niệm Trần Hưng Đạo, tức là Hưng Đạo Đại Vương ở thành phố Nam Định. Sau khi đến thành phố Nam Định thì mẹ có ghé thăm nhà của dì Thuận là người bạn ngày xưa của mẹ. Và sau đó thì đến thăm nhà gia đình bác Chiến và được gia đình bác Chiến mời đi ăn một nhà hàng với các cái món ăn đặc sản ở thành phố Nam Định. Và đây là tấm hình kỷ niệm. Chuyến đi chơi này bé Moon có trục trặc một chút xíu về sức khỏe. Cho nên là có ảnh hưởng đến việc chụp hình quay phim của mẹ Hằng ở một số nơi đến. Dù sao đi nữa thì hai bé cũng có được một trải nghiệm, một cái kỷ niệm rất là đẹp. Xin cảm ơn cậu Cường đã dính chút thời gian vào ngày 1 tháng 9, rất là quý báu. Sáng ngày 2 tháng 9, U80 vào nhà của dì Úc U80. Ừ, đấy, cá trầu không. Ừ, quá tốt luôn. Cái mít bên hồng. Bây giờ sớm ở nhà mình ta. Ôi, cây mít này của nhà mình nè. Quá trời sai luôn này. Có trái nào chín hái đem về ăn. Ôi, ôi, cây mít nó to. Ôi mùa này mùa mít, mít quá trời mít luôn rồi. Mít với lại bưởi. Bưởi. Bưởi sai ăn. Quá trời là bưởi luôn. Bánh này nó kiểu vừa hảo rồi.
Tại nhà thờ họ của cậu trưởng thì mẹ rồi mình với dì Ngàn chụp một số tấm ảnh lưu niệm. Sau đó thì cả ba cùng đi đến thăm nhà của cậu Diệm và tại đây cũng chụp hình lưu niệm với vợ của cậu Diệm làm kỷ niệm. Bây giờ là trưa ngày 2 tháng 9 Quốc khánh Việt Nam. Ở nhà cậu Đắc ăn cơm trưa. Hoàng nhóc chơi game xong rồi ăn. Đây cái ao, ao nuôi cá đây. Ngoài trao đồ luộc. Quay phim kỷ niệm. Kỷ niệm ngày Quốc khánh 2 tháng 9 chứ. Cho phần kỷ niệm chứ. Trưa ngày 2 tháng 9 sau khi nghỉ trưa xong thì đi lòng vòng quanh xóm gặp chị làng. Nhà kế bên đang chăn bò. Thế là nhờ chị chụp cho vài tấm ảnh cũng như là chụp lại kỷ niệm cho chị vài tấm ảnh. Khi về nhà thì mẹ rủ đi thăm một người bạn của mẹ. Và thế là lại có hình chụp cho mẹ với lại mợ Hồng, chụp trên đường đi cũng như là chụp ở bên triền đê khi thấy có hoa sao nhái rất là đẹp. Sau khi về đến nhà thì không quên chụp thêm vài tấm bên đồi thông hai mộ ở nhà của cậu Đắc. Buổi tối ăn rất là ngon món cháo cá chép nấu với đậu xanh cũng như là ốc luộc. Và có một cái đặc biệt là cái đồ khui ốc cũng là cái tâm á, rất là thú vị, kỷ niệm. Đây, bé Môn ăn xôi sen của bà mợ Hồng nấu đem theo nè, chấm mắm ruốc nè, đấy. Xôi rồi mợ, để trong lá chuối đàng hoàng nha. Ăn phở sân bay mà chê sở hôm nay dở quá. Dạ ăn thêm này. Sáng ngày 3 tháng 9 trước khi ra sân bay thì có chụp một số tấm ảnh quanh ngôi nhà của cậu Đắc. Mình gọi đây là homestay. Mấy ngày qua mình đã ở đây cùng với gia đình. Xin cảm ơn gia đình cậu Đắc mà học rất nhiều vì đã cho gia đình một chuyến nghỉ lễ 2 tháng 9 thật là thú vị ạ.